Hôm nay mình đến trại mộc của anh Hùng nè. Và đây là ảnh chế cái máy cắt mộng vuông nha. Thì máy này vận hành là hai motor, chạy tổng cộng là 5 lưỡi cắt nha cả nhà. Thì như 5 lưỡi cưa, 5 lưỡi. Và có thiết kế thêm một cái đó là cái trục mài nha. Rồi thì giờ mình cũng xin review cái máy này cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Nếu mà các bạn nào ngành mộc á thì có nhu cầu mua máy này thì xin liên hệ số điện thoại 0977 mấy nữa 0977 391 429 nha. Gặp anh Hùng thì ảnh là người chế cái máy này nè cả nhà ơi. Nói chung là chạy thì rất là ok và chuẩn 100% nha. Thì tiên mình xin giới thiệu những cái lưỡi cắt trước, rồi mình sẽ demo cắt gỗ cho cả nhà xem nha. Thì trước tiên á là mình có cái lưỡi này, đó là lưỡi tề tề ví dụ tề bằng cây dư. cây dư ví dụ màu mộc mấy phân, ví dụ bây giờ có cái Cái lưỡi này mình tăng đơn ra vô được luôn nha cả nhà. ví dụ bây giờ này đó, đó giờ muốn 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 có đồng đền đó, bây giờ thì một mộng 5 phân, 3 phân, 2 phân thì có đồng đền chim vô đó. Này là chim thêm vô mộng là 3 phân đó. À, giờ anh đang làm review cái máy cho cả nhà xem nha. Đó. Nói chung là máy này chạy chuẩn lắm nha cả nhà ơi. À, Tiết kiệm được nhân công rất nhiều. tay tay đầu mộng được 3 phân rồi, Đây này là lại cỡ đưa lên xuống bằng cắt. Đâu. Còn thằng này mày nói đi. Còn lưỡi này là Để cắt lưỡi cắt cắt 2 mét mộng đưa lên đưa xuống vẫn được nè. Đó. Có tăng đưa luôn nha. Đó. Đó. Tăng đưa lên xuống. Đây là cũng có nắp bảo vệ luôn à cả nhà. Còn lưỡi này là giờ ra giờ vô được luôn, giờ ra vô được luôn, ra ra vô được hết, sống 2 chiều. À, tới lưỡi này cũng có nắp bảo vệ luôn nha cả nhà. Đây, cái này thì nó có dạng đền một phân, phân 2 đó, 8 ly là mình tùy mộng mộng dày, mộng mỏng mộng dày. Bây giờ mình có gắn 2 lưỡi, lưỡi này là lưỡi chết như này luôn đó. Ví dụ bây giờ xài mộng phân 2 vô phân đó, 8 ly như vậy nè, là mộng một phân đó, thấy không? Còn cái này là bảo vệ lưỡi. Đó. Nó rất nhẹ nhàng. Còn đây cái là này thì bàn trượt, bàn trượt. Bàn trượt. Đây có tăng cái này đưa được tăng đưa luôn. lên xuống nè. Ví dụ mình tăng đưa lên xuống là mộng mép dày mép mỏng. Ví dụ cho cái mép này là dày hay là mỏng thì do này lên xuống. Đó. Đó. Dùm. Đó. Rồi giờ ảnh sẽ vận hành chạy thử cho cả nhà xem nha. Nói chung là cái máy này rất tiết kiệm nhân công và hiệu quả lắm nha cả nhà. Thì bây giờ hiện tại thì cái này thì mình nếu mà cả nhà có đặt hàng thì mình sẽ làm cái khuôn này lại kiểu khác chút, nhưng mà kèm kẹp cây rất lớn. Đây là toàn diện máy nè. Thì đây là trục mài nhám, mài gốc cong đường cong, đó là mình anh em gắn thêm vô thôi, chế thêm vô. Rồi để anh vận hành máy nè cả nhà ơi. Là 2 motor nha. Đây trước này nha.
không bất cứ loại không nào. Máy này thì anh em mình chế thì sắt rất là dày nha cả nhà, nó là rất là chắc chắn nha. Rồi anh em này có làm bệnh ngày mọc thì có nhu cầu mua máy này xin liên hệ số điện thoại 0977 391 429 gặp anh Hùng nha. Anh cũng làm trại mọc thì anh cũng chế ra những cái máy này để làm cho nó hiệu quả hơn nha. Máy này nhìn rất là gọn nha cả nhà. Đây là xài một motor, này là chạy được ba lưỡi cắt này nè. Còn motor kia một cái thứ hai nữa là chạy hai lưỡi một đứng một nằm. Hai lưỡi bên đó đó. Lưỡi gì? Lưỡi trẻ. Lưỡi trẻ và một cái trụ mài nhám. Mài nhám. Cái trụ mài nhám là mình gắn thêm vô nha cả nhà. Cái đúng là không có. Chứ đúng là không có cái trụ đó. Nên nhà gọi cái máy cắt mộng liên hợp luôn. Vừa cắt rồi vừa mài thì nhám luôn, chà nhám luôn. Thì cũng sơ lược về cái trại mộc của ảnh cho cả nhà xem nha. Thì đây ảnh là chủ đây nè, nồng nè, chào cả nhà. Đó, thì đây trại mộc cũng còn nhưng mà đóng đồ cũng khá hơn nhưng. Rồi, video mình tới đây là hết thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì như mình đã nói thì các bạn nào có liên hệ muốn mua cái máy này thì xin liên hệ số điện thoại 0977 391 429 gặp anh Hùng. Thì phần video sau thì mình sẽ giới thiệu cái máy được do anh em mình chế, nhưng rồi video sau mình sẽ giới thiệu.